anh chàng mê mẩn ẩm thực Việt mang hương vị lan tỏa tới khắp bản làng châu Phi. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Rất vui khi lại được cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chắc hẳn ở đây có nhiều bạn không còn xa lạ gì với anh chàng Lindo, một thành viên của team Quang Linh Vlog. Anh chàng người Angola này gây ấn tượng với khán giả Việt Nam bởi sự chân chất, thật thà và sự ham học hỏi, cũng như rất lễ phép mỗi khi tiếp xúc với mọi người. Không chỉ vậy, anh chàng cũng là một người rất đam mê ẩm thực Việt và rất chịu khó học làm các món ăn Việt như chả lá lốt, mì tôm trứng để cho người dân châu Phi thưởng thức. Mới đây, một lần nữa, anh chàng lại gây bất ngờ khi mang một loạt những món ăn rất Việt Nam đi khắp bản làng châu Phi để giới thiệu cũng như mời mọi người thưởng thức. Hành động của anh chàng đã khiến mọi người rất cảm động và hạnh phúc, đồng thời cũng khiến cho netizen Việt Nam hết sức phấn khích khi thấy món ăn Việt xuất hiện ở châu Phi xa xôi. Vậy cụ thể chuyện này như thế nào và phản ứng của mọi người cũng như netizen ra sao, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, mới đây trên kênh YouTuber Lindo Vlog của mình, anh chàng Lindo đã cho đăng tải một video với tiêu đề mang những món bánh Việt Nam tới với người dân ở các bản làng châu Phi. Mở đầu video, anh chàng giới thiệu: hôm nay Lindo sẽ mang món bánh phồng tôm của Việt Nam đem chiên lên để cho mọi người thưởng thức. Tranh thủ lúc nghỉ trưa của mọi người, anh chàng cùng hai người bạn Hoàng và Nam đã mang những chiếc chảo to cùng đi tới chỗ mọi người nhóm bếp. Đến nơi, anh chàng luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng đây là một món bánh của Việt Nam. Ngay sau đó thì Lindo nói sẽ hướng dẫn mọi người cách chiên bánh. Nhìn hình ảnh, ai cũng chăm chú chờ đợi để được thưởng thức món bánh, như thể họ sắp được thưởng thức một món ăn mỹ vị mà khiến không ít người có nhiều cảm xúc khó tả. Sau đó anh chàng yêu cầu tất cả mọi người cùng che mắt lại để xem màn biến hóa với món phồng tôm. Mọi người đã rất vui vẻ làm theo, ai cũng háo hức như thể sắp được chứng kiến điều tuyệt vời gì đó. Ngay cả khi cho phồng tôm vô chảo, tất cả đã òa lên vỗ tay vì đây là lần đầu họ được thấy một món ăn lạ như vậy. Sau một hồi chiên thì cuối cùng nhóm của Lindo cũng chiên được một rổ đầy. Giờ là lúc mọi người thưởng thức. Đến đây chúng ta phải thừa nhận rằng người dân nơi đây tuy rằng kinh tế còn khó khăn nhưng ý thức của họ thực sự đáng để tự hào. Họ xếp hàng ngay ngắn làm hai hàng, không chen lấn xô đẩy, cũng chẳng ai tranh giành, tất cả đều ngồi ngay ngắn chờ tới lượt mình. Khi được chia bánh, mọi người cũng không quên cảm ơn những người đã chia phần cho họ, quả là một đức tính tốt đẹp. Nhìn họ ăn ngon lành và vui vẻ, chúng ta cũng có phần tự hào vì món ăn Việt Nam đã len lỏi đến những vùng đất xa xôi và được đón nhận rất chân thành. Sau khi đăng tải, video đã nhận được vô số phản hồi từ các bạn khán giả, chúng ta cùng xem họ nói gì nhé. Lindo rất chịu khó giới thiệu những món ăn Việt Nam tới người dân châu Phi. Chúc Lindo và Điệp cùng Hoàng và Nam nhiều sức khỏe để giúp người dân châu Phi cũng như giới thiệu những món ăn Việt Nam tới người dân châu Phi. Lindo chịu khó ghê, luôn học hỏi làm các món của Việt Nam, người mang ẩm thực của Việt Nam đến với người Angola. Món đơn giản nhưng cũng làm người ta phần nào biết đến Việt Nam. Ngưỡng mộ Lindo vì bạn rất chịu khó về việc giới thiệu các món ăn ba miền của Việt Nam tới người dân Angola. Cảm ơn bạn. Chúc bạn cùng nhà đài luôn mạnh khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn Lindo, Nam, Hoàng đã nấu món khoái khẩu của Việt Nam cho người dân châu Phi thưởng thức. Lần sau Lindo nên dùng lá chuối lót vào rổ đựng phồng tôm. Khi chiên thì cho tối thiểu nửa gói phồng tôm để tránh bị cháy và nó được nở to hơn và giòn hơn. Khi người dân được chiên nhiều phồng tôm thì gợi ý họ để lại ít mang về cho vợ, chồng, anh em hay là con cháu ở nhà thưởng thức cùng. Có thể nhận thấy anh chàng Lindo rất được lòng khán giả Việt Nam bởi sự chân thành, ham học hỏi, đặc biệt là rất chịu khó học các món Việt Nam để giới thiệu với người dân Angola. Không chỉ chiên phồng tôm, Lindo còn làm món bánh ngô cực ngon của Việt Nam để chiêu đãi những người dân nơi đây. Ở video đăng tải cách đây mấy ngày, Lindo đã giới thiệu món bánh ngô với bác trưởng thôn và bà con. Mở đầu video, Lindo nói: bác ơi, đợt vừa rồi cháu có về Việt Nam, cháu học được một số món ạ. Hôm nay cháu tới đây, cháu sẽ làm món bánh ngô cho mọi người thưởng thức bác ạ. Sau đó anh chàng quay sang nói với các cháu nhỏ: hôm nay chú sẽ nấu một món bánh Việt Nam cho các cháu thưởng thức nhé. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng món bánh ngô cũng đã ra lò. Nhìn khá là ngon và hấp dẫn. Không biết ở đây có bạn nào đã biết làm chưa? Nếu chưa thì có thể xem video của Lindo để học hỏi nhé. Trở lại với video, ngay sau khi chiên xong, mọi người đều xếp thành hai hàng ngay ngắn chờ được phát bánh. Khi phát bánh, Lindo không quên dạy các bạn nhỏ cách cảm ơn khi được quà, nên các bạn nhỏ cũng rất biết cảm ơn mỗi khi nhận được bánh. Một điều thực sự khiến khán giả thích thú đó là việc các bạn nhỏ vừa cầm bánh ngô vừa ăn cùng nhau hát cháu lên ba cháu đi mẫu giáo, khiến không khí trở nên cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Thật không thể ngờ được
là ở bản làng châu Phi xa xôi mà các bạn nhỏ ai cũng thuộc bài hát của thiếu nhi Việt Nam. Bên dưới video, các netizen đã vô cùng xúc động khi được thấy những điều này. Ăn bánh ngô Việt Nam và văn nghệ thiếu nhi với bài hát Thiếu nhi Việt Nam cháu lên ba, bản làng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, bác trưởng thôn rất vui, cảm ơn bốn anh em đầu bếp Lindo. Sao lại có một người như Lindo nhỉ? Sao lại nói được tiếng Việt mà nói giọng miền Trung nữa mới ghê chứ? Nhìn Lindo chịu khó chăm chỉ, thật thà mà thương ghê. Xưa kia có xe tình thương, ngày nay có Honda tình thương của Lindo. Đến các bản làng mới, hướng dẫn người dân làm bánh theo cách chế biến Việt Nam. Cảm ơn các cháu nối vòng tay yêu thương đến mọi người dân châu Phi. Chúc bình an mọi người. Công việc cứ thế mà trôi đi nhanh, thì Lindo lại áp dụng thuần thục những gì đã được học ở Việt Nam. Nhanh nhẹn tháo vát, cộng với cần cù, thật không còn ý kiến gì để nói nữa. Sự tiến bộ đã làm cho cộng đồng mạng rất thích thú. Sắp tới sẽ còn nhiều tiết mục hay nữa của Lindo và Mr. Điệp khán giả đang chờ xem. Thiết nghĩ tốt nhất, Lindo nên mua một khu đất xây nhà gần nơi bê tu. Rồi hai vợ chồng buôn bán tạp hóa, dần dần mở rộng quán ăn. Trải qua bao năm cùng với Quang Linh rồi nên tự lập để kiếm tiền nuôi gia đình. Chẳng lẽ lại tiếp tục quay về cảnh ban đầu theo chân Quang Linh? Lại còn nấu ăn miễn phí cho mọi người thì ngày càng kiệt quệ tài chính. Lindo hãy suy nghĩ chín chắn đi. Nam Hoàng nên dạy cho người dân bản hát bài Trái đất này là của chúng mình và bài Bốn phương trời. Cô dạy hai bài này rất có nghĩa và cũng rất hay. Khi dạy thì hai bạn cũng nên cắt nghĩa từng chữ của bài hát để họ hiểu và cảm thấy thích thú hơn. Bé Beto giỏi quá, chúc mừng Nam Hoàng nhé. Có bé thông minh mà lại cuốn các chú nữa, yêu bé quá đi thôi. Các chú nhớ dạy cho bé nói tiếng Việt nhiều nhé, bé phát âm chuẩn đấy. Có thể thấy tất cả khán giả Việt Nam đều dành rất nhiều tình cảm cho cả Lindo và các bạn team châu Phi. Đúng là xem các video này quả thực rất thú vị và cuốn hút bởi những điều giản dị và bất ngờ xen lẫn tự hào. Xin chúc Lindo cùng team châu Phi thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn. Cũng xin chúc các bạn khán giả của Việt Nam Prosperity thật nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.